Voilà, nói cảm nhận của cô từ sáng giờ. Ce matin, nous avons découvert cette méthode et en une journée, on a pu quantifier les résultats. Les résultats sont immédiats. Cô bảo là từ lúc sáng đến giờ, cô khám phá một cái môn và nhận thấy rằng là hiệu quả ngay tức thì. Donc, à l'aide du toucher, du ressenti, ce qui est le résultat est immédiat. Donc, c'est intéressant aussi de pouvoir soulager quelqu'un rapidement. Cô thấy rằng là cái môn này rất là thú vị bởi vì là có thể chữa trị một cách nhanh chóng cho bệnh nhân. Et par rapport au stress, dans nos civilisations, c'est intéressant justement dans une séance peut-être d'avoir, ça nous permet d'avoir une approche par rapport au patient qui est intéressante pour après peut-être approfondir avec l'acupuncture, mais dans un premier temps, ça peut débloquer. Des choses avec la personne et thì cô tất cả những người này là đều làm chung thân hết thì họ thấy rằng là cái môn này đó có thể là một cái cách để tiếp bệnh nhân cái lúc đầu mà khi mà người bệnh nhân họ rất thật là căng thẳng mà mình có thể mình cảm nhận được và mình làm cái công việc này là mình có cái khía cạnh là mình chữa trị một cách trực tiếp thì nó rất hay. Sau đó rồi thì có thể là suy nghĩ về châm cứu mà đi sâu hơn như thế nào thì đây là cái cảm nhận. Et personnellement, la dernière méthode donc Nantam, j'ai l'impression d'avoir récupéré 2% à l'œil gauche et 4 à l'œil droit. Enfin, c'est impressionnant. Thế thì, vừa mới tức thì đây này thì có làm có khóa nhân tam rồi thì cô nhận thấy rằng là khi mà làm cái phương pháp này đó thì tự nhiên mắt cô sáng ra và cô cảm nhận là cô nhìn hơn và được nghĩa là thêm hai điểm nữa trong cái mắt nữa, hai điểm trong đường trên cái mắt. Oui, parce que par coquetterie, je ne porte pas toujours mes lunettes, mais là je peux dire que cô không đeo kính tại vì là cô muốn duyên dáng không muốn đeo kính nhưng mà thấy rằng là cái này cô sẽ tiếp tục vì cô nhìn sáng ra nhìn rõ ra.